Thưa quý khán giả, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành luôn quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và công tác thẩm tra các văn bản, đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức các kỳ họp, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong chương trình thông tin từ cơ sở kỳ này, do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và công tác thẩm tra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành đã tổ chức 8 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp chuyên đề. Qua các kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã đã xem xét thông qua 41 nghị quyết. Các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thị xã được ban hành là các quyết sách quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã cũng tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung Ủy ban Nhân dân thị xã trình. Trong đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã đồng ý chủ trương xây dựng các dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thị xã và cho ý kiến các nội dung giải pháp giúp cho công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thị xã được thuận lợi. Cùng với đó, hoạt động giám sát chuyên đề và thường xuyên được Hội đồng Nhân dân, Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân thị xã tổ chức thực hiện chặt chẽ, đi vào thực chất, có chất lượng và hiệu quả. Nội dung giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay đó, thì Hội đồng Nhân dân đã tổ chức giám sát chuyên đề được 3 cuộc. Đó là công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường, và công tác xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập của giai đoạn 2018-2021 và định hướng đến năm 2025, cũng như là công tác xây dựng trường đặc chuẩn quốc gia. Đó là giám sát của hội đồng. Còn giám sát chuyên đề của thường trực á, thì tính đến nay tôi có 8 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung về việc thực hiện các nghị quyết, một số nội dung trọng tâm của nghị quyết Hội đồng Nhân dân về phát triển kinh tế xã hội được ban hành hàng năm. Cũng như là bên cạnh đó thì em tôi cũng tập trung giám sát về cái công tác phòng chống dịch Covid, quản lý theo dõi người bị Covid-19 cách ly tại nhà trong cái thời điểm diễn ra cái dịch Covid-19. Bên cạnh đó thì cũng giám sát về các vấn đề về văn hóa xã hội, về đời sống tinh thần của nhân dân, gắn với các giám sát về cái công tác phòng cháy chữa cháy, rồi phòng chống tham nhũng tiêu cực, và gần đây đó là giám sát về các khám chữa bệnh đối với người dùng thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Hòa Thành. Song song đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã tổ chức 11 cuộc giám sát thường xuyên, tập trung việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các kết luận kiến nghị sau giám sát. Tính từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã tổ chức 5 hội nghị giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã về công tác quản lý nhà nước, phối hợp tuyên truyền, dẫn động người dân về phân loại, đăng ký, vận chuyển, thu gom, hợp đồng xử lý rác thải trên địa bàn, các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, bố trí, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xây dựng, triển khai thực hiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, công tác quản lý nhà nước về lòng đường, vỉa hè, công tác rà soát và thực hiện chế độ chính sách hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, thực hiện quy chế hoạt động của ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Hòa Thành. Đối với các ban Hội đồng Nhân dân thị xã, đã tổ chức thực hiện được 13 cuộc giám sát với 5 cuộc khảo sát, phục vụ hội nghị giải trình theo sự phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã. Trong năm 2023, đã có 6 trên 8 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã tổ chức giám sát chuyên đề, nội dung tập trung các vấn đề nóng, bức xúc tại đơn vị ứng cử. Các nội dung giám sát chuyên đề và thường xuyên của Hội đồng Nhân dân, Thường trực các ban của Hội đồng Nhân dân thị xã có trọng tâm trọng điểm, bám sát những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Thông qua hoạt động giám sát, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân thị xã đề xuất kiến nghị các giải pháp để các đơn vị chịu sự giám sát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
Công tác tiếp xúc cử tri cũng được đổi mới, đa dạng hóa. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngoài hình thức duy trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường tổ chức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thị xã tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ trong năm theo luật định. Cùng với đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức 8 kỳ họp và ban hành hơn 40 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội như tài chính ngân sách, đầu tư công, xây dựng, tài nguyên môi trường, đất đai, giáo dục, y tế. Các nội dung được phân công thẩm tra khá rộng, đòi hỏi sự nghiên cứu sâu và rộng. Do vậy, khi tiến hành thẩm tra, các ban của Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành phải xem xét tính đầy đủ, phù hợp trong hồ sơ trình của Ủy ban Nhân dân thị xã, bao gồm báo cáo, tờ trình, biểu mẫu, thuyết minh, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Để thẩm tra tốt các nội dung trình thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội, các thành viên ban cần nắm chắc các quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương, các luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, như việc quyết định chủ trương thực hiện các dự án đầu tư công, cần xem xét yếu tố bảo đảm sự cần thiết đầu tư, các yếu tố định mức kinh tế kỹ thuật, suất đầu tư, nguồn vốn, sự phù hợp quy hoạch và khả năng cân đối bố trí vốn và hiệu quả đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Việc xem xét cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cần thẩm tra kỹ các danh mục đủ điều kiện và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của địa phương, bao gồm toàn bộ danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, các quy định của luật ngân sách nhà nước, quyết định nhiệm vụ thu chi ngân sách cần căn cứ trên cơ sở dự toán được giao và định mức phân bổ chi ngân sách và tình hình thực tế khả năng của địa phương, từ đó xem xét đối chiếu và tiến hành thẩm tra, bảo đảm quy định để hoạt động thẩm tra có chất lượng hiệu quả. Các ban Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành tiến hành khảo sát, giám sát thực tế, những điều kiện cần và đủ để bảo đảm tính khả thi của nội dung trình. Đặc biệt, những vấn đề liên quan nguồn lực bảo đảm cho đề án, nghị quyết cần làm việc kỹ lưỡng với các cơ quan chức năng, yêu cầu các cơ quan đề xuất soạn thảo, trả lời, làm rõ những vấn đề mà ban đặt ra. Để nâng cao cái chất lượng hoạt động thẩm tra của ban Hội đồng Nhân dân, thì trên cơ sở ngay từ ban đầu thì Thường trực Hội đồng Nhân dân phân công đối với các ban Hội đồng Nhân dân để thẩm tra các cái văn bản trình kỳ họp. Thì trên cơ sở đó thì ban sẽ chủ động tổ chức cuộc họp của ban để trao đổi, thảo luận và phân công từng cái thành viên của ban cụ thể đối với những cái vấn đề mà nội dung mà liên quan đến cái hoạt động thẩm tra. Thì qua đó thì mỗi thành viên ban sẽ chủ động sẽ nắm bắt tình hình, hai nữa tham gia các cái cuộc họp hội nghị của ủy ban dân cũng như cũng các cái ngành chuyên môn á, để nắm bắt thêm những cái thông tin hữu ích để cho phục vụ cái hoạt động thẩm tra. Thì bên cạnh đó thì nếu mà cảm thấy nhận thấy những cái nội dung nào mà còn chưa rõ, chưa cụ thể mà để cho cụ thể hơn thì ban sẽ tổ chức cái hoạt động khảo sát cụ thể tại một số cái cơ quan đơn vị cũng như các cái đơn vị xã phường để nắm thêm cái thông tin cho nó chuẩn xác, cho nó xác đáng để nhằm cái cung cấp thông tin đến cho quý đại biểu tại cái cuộc họp thẩm tra của ban. Thì nhìn chung cái hoạt động thẩm tra coi như là rất quan trọng đối với cái công việc của tổ chức cái kỳ họp của Hội đồng Dân. Thì qua đó thì ban coi như là rất là quan tâm đến nội dung này. Thì bên cạnh đó thì lãnh đạo ban cũng tăng cường cái công tác khảo sát đối với các địa bàn để nắm bắt thêm những cái thông tin hữu ích để chuẩn bị cho thẩm tra. Hai nữa là các cái cuộc họp của ủy ban nhân mời thì lãnh đạo ban lúc nào cũng phải tham gia để nắm rõ cái tình hình cũng như cái thông tin cụ thể đối với cái nội dung và trên lĩnh vực kinh tế xã hội, văn hóa, rồi quốc phòng, rồi kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng như tình hình cái thu chi ngân sách của thị xã.
khi thẩm tra cụ thể từng nội dung, trong trường hợp cần thiết có thể tiến hành tham vấn ý kiến các ngành chuyên môn có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực đang tiến hành thẩm tra. Nội dung báo cáo thẩm tra của ban phải thể hiện rõ được ý kiến của ban về các vấn đề như cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, những tác động hiệu quả đến nền kinh tế, sự phù hợp điều kiện thực tế của địa phương và tính khả thi cao. Việc thẩm tra phải cụ thể rõ ràng về những vấn đề trọng tâm, có đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết để nghị quyết khi ban hành đạt chất lượng và thực sự đi vào cuộc sống. Đối với các đề án dự thảo nghị quyết, nội dung chuẩn bị chưa bảo đảm yêu cầu, chưa phù hợp tình hình của địa phương, Hội đồng Nhân dân thị xã đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân các cấp trong thị xã tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn theo quy định, chấp hành nghiêm túc kịp thời sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân các cấp tổ chức triển khai thắng lợi các nghị quyết đề ra, kịp thời ban hành các nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quyết định đúng đắn và hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân, duy trì tốt mối liên hệ giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân với cử tri, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, làm tốt công tác hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân cấp trên với Hội đồng Nhân dân cấp dưới, tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định. Thưa quý khán giả xem đài, chuyên mục Thông tin từ cơ sở do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt quý khán giả.